Hello xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Serial Channel Thánh máu luôn là một trong những thành phần quan trọng nhất của một tựa game Dù là nó xuất hiện trên hút hay là nó xuất hiện trên đầu của nhân vật người chơi Và nếu anh em không xử lý thanh máu một cách hoàn hảo Thì đôi khi nó sẽ xảy ra những cái bất như thế này Faker, what was that? Trong phần này tôi sẽ giới thiệu với anh em cách để chúng ta có thể tạo một thanh máu và có thể thể hiện được cái lượng máu hiện tại của nhân vật cũng như là lượng máu tối đa của nhân vật. Và đương nhiên rồi, chúng ta có thể thay đổi cái lượng máu đó bằng việc đó là thay đổi cái thanh màu đỏ như thế này. Ok. Và tôi cũng sẽ giới thiệu với anh em, tôi cũng sẽ thêm cho anh em một cái đó là chúng ta có thể thể hiện được cái lượng máu hiện tại và lượng máu tối đa bằng chữ số trên cái thanh máu của chúng ta anh em nha. Ok, và cùng bắt đầu nào. <laughs> Đầu tiên thì tôi sẽ tắt cái hiệu ba mà tôi đã tạo sẵn đi và tạo từ những cái bước đầu tiên cho anh em luôn nhé. Rồi, đầu tiên thì để tạo cái thanh máu trên UI có nghĩa là user interface cho người chơi thì anh em chuột phải vào hierarchy nhé. Chúng ta sẽ chọn UI và chọn và tôi sẽ tạo một cái là canvas ở đây. À, canvas thì đơn giản nó sẽ là nơi mà những cái UI những cái thành phần trong user interface những cái nơi mà người chơi mà giao tiếp với game của anh em thì nó sẽ nằm trong cái canvas này nhé. OK và khi anh em tạo canvas thì nó cũng sẽ tạo tự động tạo cho anh em một cái là event system thì anh em có thể để mặc định như thế này là ổn và không anh em thực chất không cần phải đụng tới cái event system này làm gì nhưng mà anh em nên có một cái trong skin để nó có thể quản lý những cái tương tác với lại UI của chúng ta em nhé, OK. Và trong canvas thì mặc định của nó thì nó sẽ có ba cái component. Thứ nhất là canvas, canvas color và graphic, graphic raster. Thì anh em có thể để mặc định này rất rất là ổn rồi, OK. Nhưng mà uh, uh, anh em chú ý giúp tôi là chúng ta sẽ có một cái là canvas color ở đây. Thì mặc định của nó sẽ là constant, constant pixel size có nghĩa là nó sẽ fix theo một cái pixel size ha. Nhưng mà nếu anh em muốn ví dụ như uh, tôi khá chắc đó là uh, máy của anh em bình thường, cái màn hình của anh em thì nó sẽ là một màn hình tiêu chuẩn với chế độ full HD đúng không? Ok. Và nó sẽ là 1920 pixel nhân 1080 pixel. Và nếu anh em muốn uh, nó có thể thay cái cái UI, cái user interface của chúng ta nó có thể thay đổi theo cái ví dụ như anh em thay từ màn hình À, Full HD anh em nâng cấp nó sang một cái màn hình 4K đi à, Anh em nâng cấp sang một hình, màn hình 4K Thì nó cái UI của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi theo Thì nếu mà anh em muốn làm cái điều đó thì anh em chuyển từ cái chế độ này Sang Scale with Screen uh, Size này nha Ok và chúng ta sẽ nhập vào đây là 1920 Nhân 1080 Đó và đây sẽ là mặc định của chúng ta và khi này uh, nếu anh em để từ màn hình full HD này, anh em có thể thấy đó là cái red chúng ta đang có cái độ lớn đó là 111 ha. Và khi chúng ta chuyển sang màn hình full HD, à màn hình 4K thì scale của chúng ta nó sẽ là 222. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ tạo thanh máu ha. Ok. <laughs> Rồi. À đầu tiên thì để tạo thanh máu thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ phải cần cái hình ảnh của thanh máu và tôi à, những cái thanh máu thì, thì tôi tạo sẵn à, thật ra nó vẽ rất đơn giản thôi nhưng mà anh em cũng có thể tải tôi sẽ để nó ở dưới phần mô tả này nhé à, để tiện hơn cho anh em rồi vâng lúc nào tôi cũng muốn phục vụ anh em <laughs> rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái canvas này và anh em bấm chuột phải vào canvas nhé chúng ta sẽ chọn cái UI và tạo thêm một cái ảnh cho nó đây sẽ là cái ảnh chứa cái uh, hue bar chúng ta à thật ra không cần ảnh đâu anh em có thể remove comment ảnh đi và tôi sẽ đặt tên nó lại là hue ba này nha rồi và thay vì khi mà anh em tạo một cái game object bình thường đúng không thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái giống như này đó thì nó sẽ tạo ra một cái transform thì thay vì transform thì khi mà anh em tạo một cái game object trong canvas thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái là red transform thì nó hoạt động cũng giống như là transform vậy nhưng mà nó sẽ hoạt động nó sẽ là vị trí của cái vật này trên UI trên canvas thay vì trên uh, tọa độ bình thường này nhé rồi và tôi sẽ chỉnh cái width cái hay nó lại là không không và ở đây thì tôi sẽ tạo thêm một cái image nữa uh, để chứa cái uh, khung cho thành máu chúng ta và tôi sẽ kéo cái frame bar này lên Spireus uh, Imay này và khi này khi anh em qua uh, anh em kéo lên thì nó sẽ có một cảnh ở đây đúng không? Nhưng anh em có thể thấy là hiện tại cái ảnh um, ok tôi cũng không biết hình dung đến như thế nào nhưng mà khi chúng ta qua tập kem đi anh em sẽ thấy một điều magic <laughs> đó là cái khung của chúng ta anh em có thể thấy là nó sẽ không có cái gì xung quanh đây đúng không? nhưng mà khi qua top game thì cái khung của chúng ta nó lại nằm giữa cái nhân vật là tại sao đó là khi mà anh em tạo cái canvas và đương nhiên rồi những cái thành phần trong canvas thì nó sẽ render nó sẽ hiển thị lên trên game của chúng ta giống như là ui và nó sẽ hiển thị đúng với cái vị trí mà anh em tạo ở trong canvas ha đó và anh em có thể thay cái hình này lại cho nó đẹp hơn bằng việc đó là set nation size này đó và khi này anh em qua bên uh, game thì anh em đã có một cái uh, ba như thế này rồi ok rất là tốt <laughs> và bây giờ thì chúng ta sẽ thêm một cái nữa đó là cái thanh máu chúng ta ha và tương tự như frame 3 thì tôi sẽ tạo thêm một cái image mới và tôi sẽ kéo cái red bar lên đi lên và đặt tên nó là fill bar này nhé fill bar ok và set nếu từ sai đương nhiên rồi và anh em có thể thấy đó là hiện tại cái thanh máu chúng ta nó sẽ che khuất cái frame bar đi thì anh em có thể thay đổi cái việc này à, thứ tự xuất hiện trên canvas trên ui của chúng ta bằng việc đó là anh em kéo cái fill bar này lên trước thằng frame bar này đương nhiên rồi thằng anh thì nó phải đằng à nhầm à, thằng anh thì nó phải đứng sau đúng không ok <laughs> và sau khi đã có frame bar và fill bar rồi thì việc của chúng ta rất là đơn giản thôi bây giờ chúng ta sẽ khiến cho cái thanh máu này nó có thể thay đổi được theo cái lượng máu hiện tại của thằng nhân vật thì rất là đơn giản hơn nữa đó là anh em nó đã có sẵn ở đây rồi thì anh em chỉ cần vào đó là cái component image này và anh em có thể để ý là chúng ta sẽ có một cái là image type ở đây và mặc định ban đầu của nó sẽ là symbol thì anh em chọn giúp tôi nó là fill fill list ok giống như mà giống như là cái uh, tên mà tôi đã đặt ha thì anh em chọn chế độ phiêu và khi mà anh em khi chọn phiêu thì nó sẽ xuất hiện ra chúng ta ba cái này và khi mà anh em kéo cái phiêu mau này anh em sẽ thấy một điều magic <laughs> đó là cái ảnh của chúng ta nó sẽ thay đổi dựa trên cái uh, giá trị của phiêu mau ở đây ha ok và tôi cũng khá là thích cái animation nó là nó sẽ quay một vòng như thế này nhưng mà nếu anh em muốn một cái nó classic hơn nó cổ điển hơn giống như một cái thanh máu bình thường thì anh em có thể chọn ở film method ở đây từ radio 360 thành horizontal nha đó và anh em à, khi mà anh em kéo cái film màu thì nó sẽ giống như một cái thanh máu bình thường đó nó sẽ thay đổi ha à, ok thay đổi theo giá trị của à, lượt máu hiện tại của người chơi ok và bây giờ tôi cũng sẽ thêm một cái nữa. Đó là cái số thể hiện cái lượng máu của người chơi ở trên thanh máu này anh em nhé. Và anh em vào vẫn vào UI nha và chúng ta sẽ tạo thêm một cái là test test map pro. Thì có thể là anh em chưa cài đặt test map pro thì nó sẽ hiện lên cho anh em một cái bảng và anh em chỉ cần cài đặt nó thôi cũng không có gì khó hết. À, và thì nước thật ra thì nó hoạt động giống như test nên là thôi kệ nó à, test pro thì đơn giản là nó đương nhiên rồi pro thì nó sẽ đẹp hơn cho anh em đúng không đó và tôi sẽ để ở đây ví dụ như máu của người chơi chúng ta nó sẽ là 60 trên 100 đi ha ok rất là đẹp thì đây chính là thành máu của chúng ta và xong về xong rồi rất là tốt <laughs> Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái script mới Tôi sẽ tạo thêm một cái script mới và đặt tên nó là Hiuba ba, à, Tên nó là ba thôi nhưng mà anh em cũng có thể sử dụng nó cho những cái thanh khác Ví dụ như là thanh mana và thanh thể lực và thanh timer Nói chung là đủ các loại thanh ha Thanh nào cũng xài được ok Và trong cái script này thì của chúng ta thì rất là đơn giản thôi Chúng ta sẽ cần hai cái thành phần Thứ nhất đó chính là cái ảnh Cái image của cái Fuba của chúng ta thì để sử dụng cái email trong code của trong code ha thì anh em phải khai báo thêm một cái uh, namespace nữa bằng việc đó là using unity engine ui này nha ok thì khi này anh em đã có thể sử dụng cái public email uh, trong code của chúng ta rồi và tôi sẽ đặt tên đó là fill bar và cái thứ hai chúng ta cũng sẽ cần đó là chúng ta sẽ lấy cái test mà hồi nãy tôi vừa tạo nó có nghĩa là cái hiu test ấy bằng việc đó là anh em sử dụng mà uh, anh em cũng phải khai báo thêm một cái nữa là using uh, TestMat Pro anh em nha. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ cần đó là test TestMat Pro. không Ui, ui, ui. <laughs> cái đó đọc sao nhỉ? Yuyui hả? Ok. <laughs> uh, xin lỗi những anh em không phải là Bu nha. Rồi. Và à tôi sẽ để cái này là value test đi ok và trong này thì chúng ta chỉ cần một cái function đơn giản thôi đó là cái function nó sẽ cập nhật khi mà cái lượng uh, máu chúng ta thay đổi ha và tôi sẽ gọi nó là public void update ba uh, 3 đi tôi sẽ đặt tên là update 3 nếu như anh em có thể nếu như anh em muốn sử dụng cái này cho những cái tên khác và chúng ta sẽ truyền vào hai thông số thứ nhất đó chính là value hiện tại anh em có thể đặt là current value nhé là lượng máu hiện tại chúng ta và cái thứ hai sẽ là max value có nghĩa là lượng máu tối đa mà cái thanh nó có thể có ha và để thay đổi hai cái này thì rất là đơn giản thôi anh em muốn thay đổi fill bar thì chúng ta sẽ lấy fill bar chấm fill và nó sẽ lấy giống như là cái tên ở ngoài cái screen mà chúng ta mà ví dụ từ từ để nó load xong đi rồi tôi sẽ giới thiệu với anh em ví dụ như anh em muốn thay đổi cái phim ba này đúng không à đâu cái ba này anh em muốn thay đổi cái giá trị fuel amount này để nó có thể thể hiện cái lượng máu hiện tại chúng ta thì anh em có thể lấy cái tên ở đây luôn và thường thường nó sẽ đặt tên theo đống giống như thế này luôn để cho anh em tiện sử dụng thì anh em thấy cái fuel ba chấm fuel nó sẽ bằng với lại đầu tiên thì chúng ta sẽ phải ép kiểu trước anh em nhé tại vì uh, nếu như anh em để đây là in thì chúng ta sẽ ép kiểu hoặc không thì nó sẽ chia ra sai giá trị sai cho chúng ta và flat max value đó anh em lấy giá trị hiện tại và giá trị tối đa chia cho nhau thì nó sẽ ra được cái lượng máu hiện tại mà chúng ta đang có ha ok rất đơn giản và cái thứ hai chúng ta sẽ thay đổi cái value test ở đây chấm test bằng việc à, bằng với lại à, current value này chấm to string uh, test của chúng ta có nghĩa là chữ này nha test thì đương nhiên test thì nó là chữ rồi nên là hiện tại cái vách giá trị của current value đang là kiểu giá trị là in có nghĩa là integer là đang là một cái số thì để mà chuyển số sang chữ thì đương nhiên là anh em phải sử dụng một cái đó là to string có nghĩa là chuyển từ số sang chữ em ha ok và cộng thêm đi anh em cũng có thể viết như thế này để nó đơn giản hơn nè cộng thêm sẹt đó là giá trị máu hiện tại sẹt giá trị máu tối đa này nè max value chấm tu string ok vậy là chúng ta đã xong cái script để có thể quản lý cái việc đó là thay đổi cái lượng máu của thanh máu của chúng ta và để sử dụng cái script đó thì đơn giản là anh em chỉ cần kiểu cái hue ba ở trên cái game của chúng ta này ok và kéo cái fill bar vào cái image này nhé và cái hue test vào cái value test ok vậy là chúng ta đã có thể sử dụng rồi và tôi cũng muốn nó đẹp hơn một tí nên là tôi sẽ tạo thêm một cái image mới và đặt tên cho nó là background à, thì đây sẽ là nó sẽ là quản lý cái việc à nó không quản lý cái gì hết em nhé à, đơn giản là nó sẽ để đẹp thôi thì tôi sẽ để cho nó vừa với lại cái hue bar này và đặt cho nó màu tối tối một xíu Uh, ok màu này đi rồi và kéo cái background lên trên phiêu ba đó khi này thì cái ừ cái thì nó chỉ để đẹp hơn nó cũng không, nó không làm gì hết rồi chỉ, nó chỉ là để một cái nền cho cái siêu à uh, cái hiệu ba chúng ta Không biết anh em có nghe tiếng gió đâu đây không? Nó là vì máy tôi nó đang cháy rồi để có thể quay video cho anh em. Tại vì <laughs> hồi nãy thì tôi đang quay thì máy nó hơi kêu một xíu nên là tôi cho nó nghỉ một xíu và bây giờ tôi sẽ quay tiếp tục cho anh em ha. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái việc đó là tạo một cái script để uh, khi mà thằng nhân vật nó bị quái nó tấn công hoặc là một tác động nào đó thì nó sẽ mất máu và nó sẽ hiển thị lên trên cái ba này anh em nhé. Rồi À, đầu tiên thì tôi sẽ đặt cái thứ ba này ở một nơi đẹp hơn một tí để anh em có thể nhìn rõ cái thành phẩm của chúng ta đương nhiên rồi tôi sẽ để nó là to hơn một tí đi hai hai ok bắt okay, kiểu nó lên trên đây ok có nghĩa, có có thể là đẹp rồi đấy và cho nó center luôn nha sáu mươi một trăm ok một là số đẹp bây giờ thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái script nữa và đơn giản đó là khi mà người chơi ấn cái nút space à, nút vô cách thì nó sẽ tự mất máu ha và trong những video tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái việc đó là khi mà nó à, khi quái nó chạy gần tới người chơi hoặc là quái nó bắn đạn thì nó sẽ người chơi sẽ mất máu và cũng trong phần tiếp theo luôn thì tôi sẽ làm cái heal ba này nhưng mà ở thay vì làm trên ui thì sẽ là trên đầu của con quái này nha Và tôi sẽ đặt nó là Player Heal Heal <laughs> Ok phải nói tiếng Anh cho nó sang tí Đúng rồi này Và trong cái script Player Heal này Của chúng ta thì đơn giản Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái đó là series uh, đi In uh, must Heal Quản lý cái việc Đó là chúng ta có bao nhiêu Lượng máu tối đa của người chơi là bao nhiêu cái thứ hai sẽ là in uh, current heal này nhé. Đây sẽ là lượng máu hiện tại của người chơi. Và đương nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ phải lấy cái heal ba mà chúng ta vừa tạo đó. Uh, tôi sẽ để nó là heal ba thôi. Ok. <laughs> rồi, trong function start thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ phải gán cái lượng máu hiện tại của người chơi khi mà bắt đầu game đúng không thì nó sẽ phải đầy nên là tôi sẽ gán cái cool heal thành với Max heal. Và nếu như ở đây à heal 3, anh em để gì luôn cũng được nha. Heal 3, chúng ta sẽ update lại cái heal 3 bằng với lại cái lượng máu hiện tại và cái lượng máu tối đa chúng ta. Ok. Và bây giờ thì tôi sẽ demo cho anh em đó là khi mà chúng ta mất máu thì nó sẽ trông như thế nào bằng việc là À, tôi sẽ tạo thêm một cái update và trong update này khi mà người chơi ấn vào cái nút input này chấm get uh, button down khi người chơi ấn vào cái nút là cây cốt đúng nhỉ ok bấm vào nút spray đó thì chúng ta thể mất máu ồ phải get button down nhỉ get key hay là get button? Get key down chứ. Ok, sorry đây. <laughs> Rồi, và tôi sẽ tạo một cái script để nó có thể quản lý cái việc đó là nó sẽ mất máu thì nó sẽ như thế nào. Và tôi sẽ gọi nó là Thách đêm nha. Và thường thì anh em nên để cái Thách đêm này thành public tại vì khi mà quái chúng ta nó va chạm với người chơi thì anh em có thể gọi cái Thách đêm này ở ngoài cái script hiệu của chúng ta. Và trong Thách đêm này Đầu tiên thì chúng ta sẽ lại Chúng ta sẽ truyền cho nó một cái delimiter đương nhiên rồi Đó là đêm, là chúng ta sẽ lấy bao nhiêu đêm Và Chắc là khi này thì anh em có thể tự có rồi Tại vì nó cũng khá là dễ ha à, Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái lượng máu hiện tại của chúng ta Trừ đi cái uh, Cái đêm gọi là gì Đêm tiếng Việt là gì nhỉ Chết rồi, lực tấn công anh em nhé Ok, cái tổn thương của Thằng player và sau khi trừ cái lượng máu hiện tại cho cái tổn thương Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem Nếu như cái current cool heal này bé hơn không Có nghĩa là thằng player của chúng ta nó đã chết đúng không Thằng player chúng ta đã chết Thì đơn à, Đơn giản thôi à, Đó là chúng ta sẽ destroy đi <laughs> Tôi tính giới thiệu với anh em một cái nó khá là hay ho nhưng mà Ok thôi Tôi sẽ giới thiệu với anh em luôn một cái khá là hay ho Một cái gọi là được sử dụng rất nhiều trong Unity này nhé gọi là public anh em có thể sử dụng như thế này luôn uh, event đúng nhỉ event on dead hả uh, cũng lâu lắm rồi tôi không có xài cái này như thế này nhưng mà chắc là nó sẽ khá ổn rồi đó thì event này đơn giản đó là khi mà anh em current hill bé hơn không thì chúng ta sẽ thực hiện những cái mà liên quan tới việc thằng nhân vật người chơi nó chết đúng không? Ví dụ như destroy đi, thì tôi sẽ tạo thêm một cái uh, function gọi là dead ha, đó. Và trong cái uh, trong cái function chết có nghĩa là chết này, thì tôi sẽ xóa cái nhân vật của chúng ta destroy game object. Ok. Và ở đây cái khi mà chúng ta muốn gọi dead nhưng mà không trực tiếp gọi đến nha tại vì ví dụ như chúng ta có thêm một vài cái phân nữa thay vì chết thì chúng ta có cái là nhân vật ngã xuống đó hoặc là vân vân và mây mây thì anh em có thể không cần phải gọi trực tiếp như thế này và trong function Take thách đen này khi mà người chơi chết thì chúng ta sẽ gọi cái on chấm invoke ủa tại sao nó không à xin lỗi anh em ở đây không phải là event anh em nhé mà nó sẽ là unity event và để có thể sử dụng được cái unity event này thì chúng ta cũng sẽ phải cần phải khai báo thêm một cái name sway nữa đó là unity using unity engine event này. ok thì chắc là khá ổn rồi đó và ngược lại giống hồi nãy khi mà chúng ta chết trong phần sàn thách đêm thì chúng ta sẽ chấm invoke ok thì cái này đơn giản là nó sẽ làm một cái việc đó là nó thực hiện tất cả những cái function mà nó được gán vào cái Unity event on did này của chúng ta. Và nếu anh em muốn gán ví dụ như anh em gán cái did này của chúng ta vào cái on did đi ha thì chúng ta sẽ làm một cái việc đơn giản thôi. Đó là à không để trong start thì nó cũng hơi thiếu chuyên nghiệp. Nếu anh em muốn nó chuyên nghiệp hơn tí thì anh em có thể để on able ha ok. Thì khi mà on did chúng ta sẽ cộng bằng cái did của chúng ta, cái function ha ó để vậy luôn nha hay là chấm add listener à, chắc là vậy là đúng rồi đó ok <laughs> đúng rồi đúng rồi và khi này khi mà anh em đã thêm cái function zip vào trong on JIT, hoặc là anh em cũng có thể tạo thêm một vài cái function khác và thêm nó vào trong này thì khi mà anh game gọi invoke nó sẽ thực hiện tất cả những cái function mà nó thuộc cái thằng onzid mà nên đã thêm add listener ha và nếu như em muốn chuyên nghiệp hơn một xíu nữa thì em có thể sử dụng đó là on disable. đó và nó sẽ ngược lại với lại cái onzid này thôi thay vì add listener thì chúng ta sẽ remove listener ok rất là tốt <laughs> rồi à, tới đâu nhỉ đúng nhỉ Còn gì nữa không ta à khi này à, sau khi đã thực hiện cái này sau khi đã trừ máu thì chúng ta sẽ thực hiện uh, update cái bài này thôi đơn giản là vậy. chúng ta cũng sẽ gán cái cooldown heal lại bằng không cho nó đẹp rồi. vậy là xong cái function uh, xong cái script player heal chúng ta thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái việc đó là chạy thử trên game và xem nó sẽ như thế nào đi em à, check đêm và tôi sẽ trừ nó là 20 máu đi. ok. quay trở lại cái <laughs> Quay trở lại cái skin của Unity Thì khi này tôi sẽ vào cái player à, Thật ra nó hồi trước cái project này nó khá nhiều function Thì tôi đã tắt bớt cho anh em Và bây giờ nó cũng không còn khá là nhiều nữa Thì bây giờ tôi sẽ thêm cái player hill mà chúng ta vừa tạo ha Và trong cái max hill này tôi sẽ để nó là 100 Hill 3 thì anh em kéo cái hill 3 mà chúng ta đã tạo vào cái hill 3 này Ok <laughs> sử dụng hơn nhiều từ lọc xin lỗi anh em và cái on này nhé anh em cũng có thể thêm à, hồi, như hồi nãy tôi giới thiệu với anh em thì à, anh em có thể thêm bằng một cách đó là at listener, listener như thế này hoặc là anh em cũng có thể trực tiếp thêm ở ngoài cái inspector bằng việc anh em chọn dấu cộng này đó và anh em kéo ví dụ như anh em thêm player đi ha. anh em kéo cái object player vào chúng ta chọn player hill chọn Dit đó rất là tiện lợi đúng không nếu như anh em muốn thay đổi một cái function ví dụ như z mà anh em muốn thay đổi một cái function ví dụ tắt cái này đi ha thì anh em có thể tạo một cái function ở Heal ba anh em kéo cái Heal ba này vào đây nó à, kéo cái hiệu ba này vào đây và anh em chọn cái function tắt cái thanh máu chúng ta ok nhưng mà tôi không có là tôi tắt đi <laughs> tôi xóa nhé rồi bây giờ thì tôi sẽ chạy game để anh em xem thử là cái Heal ba cái thanh máu chúng ta nó sẽ hoạt động như thế nào ở đây tôi sẽ ấn uh, space này. Đó, anh em có thể thấy là máu chúng ta nó sẽ tự động cập nhật. À, cuối cùng xong video. <laughs> máu chúng ta nó sẽ tự động cập nhật theo cái số lần mà tôi ấn khi ba đây. Ok. Và khi máu xuống uh, dưới không, À hồi nãy tôi hơi sai, phải là bé hơn bằng mới đúng. Thì nó sẽ tự động xóa cái nhân vật trong những cái unity event mà tôi đã giới thiệu với anh em hồi nãy ha. Ok ra tốt và tôi cũng để rất nhiều anh em yêu cầu tôi đó là cái việc đó làm sao để có thể khi mà người chơi mất máu thì nó sẽ bất tử trong một khoảng thời gian nhất định đúng không? thì rất là đơn giản thôi anh chị chỉ cần thêm một cái à, mới à, một cái review mới là sell thêm đi ha ok tôi sẽ đặt tên là sell thêm và cái thứ hai là sell thêm cooldown thì cái này đơn giản là cái thời gian mà nó sẽ nó sẽ làm gì nhỉ? thời gian nó sẽ bất tử đó đơn giản vậy thôi siêu thêm để anh có khi mà ví dụ như anh em muốn đặt cái à, à, ví dụ ở đây là hai f đi rồi khi này anh em muốn khi mà người chơi mất máu thì sau mỗi một giây nó phải nó mới được mất máu lần nữa có nghĩa là nó bất tử trong vòng một giây thì anh em có thể à, trong cái function thích đen này ít à, cell time cooldown bé hơn bằng không nhé Đó, thì chúng ta mới trừ máu cho nó đơn giản vậy thôi và chúng ta sẽ gán cái cell time cooldown này lại bằng với uh, bằng với cái gì nhỉ bằng với cell time ok <cười> <cười> rồi tức là quay video hơi lâu nên hơi lú anh em bạn có xem thêm đúng nhỉ à cái này là flat chứ rồi và xem thêm cooldown thì chúng ta cũng sẽ để trong cái update nó sẽ trừ liên tục cho thêm chấm đến ta thêm và bây giờ khi chúng ta chạy game và anh em nếu anh em muốn nó bất tử trong vòng 10 giây đi à trong hai giây thôi thì khi mà à, bấm spay này anh em có nghe anh em có nghe tiếng tôi ấn spay liên tục không nhưng mà nó vẫn không thay đổi máu đó đó là vì nó bất tử rồi ok và xong à... À, rất là mừng thì trong video này tôi đã giới thiệu với anh em làm sao để chúng ta có thể tạo một cái thanh máu thêm những cái thành phần thay đổi cái lượng máu cho thanh máu đó thêm cái bất tử và khi mà người chơi mất máu thì nó sẽ tự động thay đổi cái thanh máu cập nhật cái thanh máu của chúng ta ha ok rất là tốt và cuối cùng thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video và chúc anh em một ngày mới vui vẻ và cảm ơn anh em rất là nhiều hơn nữa nếu anh em có thể like và subscribe cho video của tôi và xin cảm ơn